Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Huyện EK phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Esup tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Trung Quốc và Ấn Độ cam kết cải thiện quan hệ song phương. Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đoàn công tác của Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an đã kiểm tra việc thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ đối với Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Qua báo cáo kết quả và kiểm tra tại các đội nghiệp vụ và công an các xã trên địa bàn, đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an huyện Buôn Đôn trong thời gian qua. Đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ đã lập, đăng ký, lưu trữ, bảo quản, khai thác tốt hồ sơ nghiệp vụ, áp dụng kịp thời các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Công an. Công an huyện Buôn Đôn cũng là một trong số ít đơn vị của Công an Đắk Lắk đã thực hiện và hoàn thành số hóa 100% hồ sơ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế thiếu sót và hướng dẫn Công an huyện Buôn Đôn tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, vật lực, đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ trong đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, khoa học, khai thác các tính năng của các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện EK đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Sau lời kêu gọi của Ban vận động cứu trợ huyện EK, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp tiền mặt và chuyển khoản cho quỹ cứu trợ huyện với tổng số tiền hơn 533 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ngày 13 tháng 9, huyện Chư Mờ Ga đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ít nhất dành một ngày lương ủng hộ để góp phần giúp người dân trong vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, một số tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đã ủng hộ trên 95 triệu đồng. Công an huyện Buôn Đôn cũng vừa tổ chức phát động đóng góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai trong những ngày qua. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ sâu sắc với những đau thương, thiệt hại, mất mát của người dân bị bão lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Công an huyện, trong buổi phát động, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đã đóng góp được gần 47 triệu đồng để cùng chung tay góp sức với cả nước, kịp thời giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, góp phần khắc phục một phần hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống. Huyện ủy Ea Leo vừa tổ chức buổi phát động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã EV. Tại buổi phát động, người dân đã được thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Liên quan đến vụ lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh qua huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Võ Thành Hưng, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Chư Mờ Ga để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, tài xế Võ Thành Hưng điều khiển xe khách biển kiểm soát 50H30853 chở theo 18 hành khách lưu thông hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi chạy đến km 1684+600 đoạn qua thôn 9 xã Ea Leo, huyện Ea Leo, thì bất ngờ xe mất lái, lật nghiêng xuống đường rồi lao vào lán tôm của một hộ dân ven đường. Vụ tai nạn đã khiến 3 người lớn và 1 trẻ em tử vong, nhiều người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
chiếc xe bị hư hỏng, nhiều ô cửa kính bị vỡ văng ra đường. Láng tôn của người dân bị đổ sập. Qua kiểm tra ma túy và nồng độ cồn thì tài xế Hưng đều âm tính. Kết quả điều tra ban đầu xác định tài xế Hưng đã có hành vi điều khiển xe ô tô khách khi gặp biển báo nguy hiểm, điều kiện trời mưa, đường trơn trượt nhưng không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn, dẫn đến hậu quả thương tâm trên. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, không khí Trung thu đang rộn ràng. Tại Đắk Lắk, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho các em thiếu nhi. Năm nay, các em thiếu nhi tại xã Eken, huyện Krông Bắc được đón Tết Trung thu sớm. Sự hào hứng phấn khởi của các em càng làm cho không khí của Tết Trung thu thêm tưng bừng và rộn rã. Đặc biệt, khác với những năm trước, bên cạnh các hoạt động rước đèn phá cổ, thì năm nay các em còn tự tay làm lồng đèn ông sao, làm bánh nướng, bánh dẻo, xếp mâm ngũ quả, trang trí sân khấu, chơi đố vui nhận quà. Em cảm thấy rất là vui và thích thú khi được làm ra một cái bánh Trung thu dẻo và em sẽ tặng những cho bánh này cho những cô chú họ hàng trong gia đình ạ. Hôm nay con tham gia chương trình, hình này con rất vui, con rất là nhờ lồng đèn và có gặp được nhiều bạn mới, con rất là vui. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên với không ít em nhỏ, đây là lần đầu tiên được tổ chức Trung thu, được phá cổ, vui chơi, ca hát với bạn bè. Tết Trung thu này là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa với các em. Mặc dù là chương trình tổ chức sớm hơn so với thường kỳ các năm, nhưng mà có thể nói rằng đây là một trong những chương trình cũng hết sức là ý nghĩa, tạo một cái sân chơi được thêm năm học mới để cho các em có một cái động lực bước vào năm học mới là phấn đấu hơn nữa trong học tập. Trung thu năm nay được nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động, tạo sân chơi cho các em được giao lưu, học hỏi, hiểu thêm về ngày Tết Trung thu. Trong chương trình thì chúng ta lồng ghép rất là nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ như các em được trải nghiệm, được làm những hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó các em được tham gia các hoạt động trò chơi dân gian. Và đặc biệt hơn là đêm rước đèn Trung thu sẽ tạo nên một không khí rất là vui tươi, phấn khởi. Không khí Tết Trung thu đang rộn ràng từ khắp phố phường đến những vùng quê bởi những chiếc lồng đèn, tiếng trống lân rộn rã. Với sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được hòa mình vào niềm vui này. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn cao, ngay từ đầu năm học mới 2024-2025, Công an huyện Esup đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Trong ngày khai giảng năm học mới, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Esup đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tại 4 trường học với khoảng 4.000 học sinh tham gia. Tại buổi tuyên truyền, các em được giới thiệu phổ biến một số nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông, cảnh báo về hậu quả của tai nạn giao thông, trang bị một số kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. Qua buổi tuyên truyền lần này thì chúng em học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là hiểu thêm về các lỗi vi phạm giao thông thường gặp, về những cái kiến thức để mình tham gia giao thông một cách đúng cách và an toàn nhất. Xuyên suốt năm học thì về công tác tuyên truyền thì đội cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến từng trường và đến các em học sinh, cụ thể từng người, và cho các em ký cam kết là với nhà trường là không để xảy ra tai nạn giao thông. Và đội có cảnh sát giao thông cũng xây dựng kế hoạch là tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm để nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn huyện cũng sẽ tổ chức nhiều buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông cho học sinh, cho các em ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông học đường. Năm học 2024-2025 thì nhà trường đã ban hành kế hoạch và tuyên truyền hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm là tổ chức tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh, phối hợp chặt chẽ với nhà trường là thông qua kênh của giáo viên chủ nhiệm về thực hiện công tác an toàn giao thông. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong tháng 9, tháng cao điểm cho học sinh đến trường, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tăng cường triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Công tác đảm bảo an toàn giao thông là được lãnh đạo Công an huyện và chỉ huy đội cảnh sát giao thông cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông là tập trung cao độ và trực chăm chăm để triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh đến trường và cũng như là tuyên truyền đến các em học sinh những kiến thức cơ bản nâng cao khi tham gia giao thông.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình cũng cần tăng cường vai trò quản lý, giáo dục con em, chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, góp phần hình thành nên ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn.